Vừa rồi là mình test cái bàn phím đó, bàn phím đó các bạn. Giờ mình test qua cái con chuột ha. Nè. Con chuột có dây nè, chuột USB các bạn ha. USB có dây 66 đồng. Rồi. Khui hàng thôi các bạn nha. Để khui hàng ở đâu đây? Bên hông đi. Rồi. Khui hàng nè các bạn ơi. Để mình test cái con chuột này nó điều khiển trên cái điện thoại được không nha. Nếu mà điều khiển trên điện thoại được nữa là khá là chuẩn các bạn ha. Hồi nãy bàn phím là mình test điện thoại là rất là mượt. Mình để coi cái con chuột này coi như thế nào. Nếu mà mượt như bàn phím nữa là đủ bộ ok luôn. Xài cho cái Android là ngon lành luôn ha. Rồi. Logitech, cái loại này mình xài khá là lâu, thương hiệu cũng có tiếng, xài cũng bền. Mã B100 các bạn nha. B100 ha. Đây. Cái loại này là loại tầm bình dân các bạn nha, bình dân lắm rồi đó. Bình dân mà xài cũng ổn, nhiều người của mình chọn tốt. Thì bạn nào muốn muốn mua hàng thì xuống link bên dưới chúng ta đặt ha, mình sẽ chia sẻ link. Cái này xài văn phòng chuẩn luôn nha, nếu các bạn nào xài đồ họa này kia thì chúng ta xài cái loại tốt ha. Đây rồi, chia sẻ với các bạn xíu ha, ít thông tin rồi, hỗ trợ rất là nhiều về màn hình, hỗ trợ điện thoại nữa là quá chuẩn luôn. Để mình coi coi logitech.com nè, B100 đây, có nhà cung cấp đây, công ty Vĩnh Xuân ở Hà Nội các bạn nha. Đây đây những cái thông tin khác, đây đây cái Australia nữa nè. Mình chơi nè, đây mình sẽ khui một đầu các bạn nha, khui một đầu ha. Giờ mình khui một đầu đi, mình không lột cái nữa, mình sẽ cái này khui sẵn rồi mà, chắc họ dán dán đây mô hình rồi. Đây. Cũng không còn gì rồi ha. Đây em hướng dẫn thôi, hướng dẫn cần gì phải hướng dẫn nè, biết chút thông tin thôi các bạn ha, thông tin về sản phẩm thôi, mấy cái này cũng không quan trọng lắm đâu. Giờ ta đi vô nhân vật chính nè, Logitech đây, cái 100 mm 5V các bạn ha, có Canada nữa kìa, bên trái nè, rồi mình coi chất liệu mũ quá nha, chất liệu mũ so với cái bàn phím thì nó cũng ngang ngửa các bạn ha, inox nói chung cũng ok. Rồi bây giờ mình test cái cổng USB nè, mình test cái điều khiển, đây cái thông tin bảo hành luôn nha, bảo hành 36 tháng luôn, 36 tháng luôn các bạn ha. Nè rồi thông tin đầy đủ rồi các bạn ha, giờ mình test qua cái app USB này coi coi nhận dạng được không nha. Rồi giờ mình sẽ dùng chuột mình điều khiển nè, cái này mà dùng chuột điều khiển ok nên là quá tuyệt các bạn ha. Đây mình tiếp thôi, tiếp rồi đây mình tháo dây ra đi, nãy giờ là khui hàng mấy cái mà có mấy cái mút đâu mà mình bị diêm son á, diêm son nhẹ nhẹ thôi, nó mấy cái bông mút nó bay vô lỗ mũi, ngứa ngứa nãy giờ.
mới chịu không nổi. Rồi, không thấy đèn à. Khả năng chắc không ok các bạn ạ. Không thấy đèn, không thấy tín hiệu gì hết. Không thấy tín hiệu chuột gì hết các bạn nha. Cái nguồn USB này nó hơi lớn đó mà. Nguồn này hơi lớn, nó đòi hỏi cái nguồn hơi lớn đó. Hoặc là nó không tương thích đâu mà ha. Cái con chuột này trước đó, mình mua mình xài được. Này chỉ dùng là máy tính thôi các bạn nha. Dùng cho máy tính thôi, cái điện thoại thì nó không chuẩn rồi. Nó không có thấy chuẩn. Em gắn cho mình gắm lại coi. Không có tín hiệu đèn các bạn nha. Rồi, coi như là xài trên điện thoại là không được các bạn ha. Chắc phải dùng máy tính thôi. Chắc chắn là máy tính thì chắc dùng được rồi. Mình không test máy tính các bạn nha. Giới thiệu các bạn ơi, khả năng cái dòng này nó hỗ trợ điện thoại tốt hay không á. Mình chắc hỗ trợ cho máy tính thì tốt hơn. Chứ điện thoại nó không tương thích nè. Cái mẫu này nó không tương thích. Ngày nữa có cái mẫu nào tương thích thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ha. Rồi mình giới thiệu tới đây thôi các bạn nha. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bạn nha.